Xin chào mọi người, con tên là Minh Khuê. Hôm nay con sẽ đọc câu chuyện mang tên là Người hiền ác sẽ gặp lành trong bộ truyện Gieo hạt cùng mỹ nhân, quyển 4. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Năm Edison 15 tuổi, hàng ngày cậu bán báo tại ga tàu. Như mọi ngày, người ra vào ga tấp nập. Bỗng một người hốt hoảng thì thấy một đứa bé đang chơi trên đường ray say mê đến nỗi không nhận biết được phía trước có tàu đang chạy về phía mình. Người thì hét to kêu đứa bé chạy ra khỏi đường ray, người thì ra dấu cho lái tàu dừng lại nhưng cũng không được kết quả gì. Edison nhận thấy nguy hiểm đã gần kề nên đã không chần chừ, lấy hết sức lực của mình chạy nhanh như bay ra giữa đường ray để cứu lấy em nhỏ. Thật may mắn là Edison đã thành công trong tích tắc. Mọi người thoát đi với phao nguy hiểm, ai cũng vui mừng vì cả hai đều an toàn và nể phục lòng can đảm dám hy sinh của cậu bé. Không ngờ em bé kia lại là con của trưởng ga tàu. Ông ta biết ơn và cảm kích trước sự dũng cảm của chàng thiếu niên trẻ tuổi nên đề nghị sẽ dạy Edison thành kỹ sư điện tính. Từ trước đến nay, Edison luôn mơ ước được học kỹ thuật này, cậu vô cùng vui sướng. Thế là từ đó, ước mơ của Edison càng tiến gần hơn về hiện thực. Kết luận của câu chuyện này là người không màng hiểm nguy để cứu giúp người khác phải là người rất dũng cảm và lòng thương yêu rất lớn. Vì thế họ sẽ luôn được giúp đỡ khi có khó khăn và những việc làm của họ lúc nào cũng mang lại lợi ích to lớn cho nhiều người khác. Và con có một lời hay ý đẹp muốn dành cho mọi người đây. Khi nói một lời nói dối, nhất định sẽ bị lời nói dối của chính mình làm hại mình. Kẻ đó như người uống phải thuốc độc, chẳng mấy chốc chất độc sẽ ngấm vào máu và đánh gục họ. Và đó là câu chuyện hôm nay.